Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Lào Cai tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Những điểm mới trong quy định 368 của tỉnh ủy Lào Cai về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tuổi trẻ biên phòng với công tác vận động quần chúng. Nghiện game, mạng xã hội và những hệ lụy đối với trẻ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 3, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua khen thưởng lĩnh vực phát thanh truyền hình năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực hiện công tác năm 2021, các đài phát thanh truyền hình tỉnh đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân. Các đài phát thanh truyền hình các địa phương còn tích cực trao đổi, hợp tác, hỗ trợ sản xuất các chương trình. Là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện cơ chế tự chủ, Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã có tham luận chia sẻ kinh nghiệm, cách làm để nâng cao chất lượng các chương trình, nâng cao đời sống cán bộ nhân viên khi thực hiện cơ chế mới. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đề nghị năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình địa phương tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin chính thống và chỉ đạo tuyên truyền đảm bảo khách quan, trung thực, đúng định hướng và đi vào những vấn đề được dư luận quan tâm. Tích cực chuyển đổi số, đào tạo nhân lực để phát triển báo chí theo hướng hội tụ, đa mục tiêu, đa phương tiện và chủ động về tài chính. Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đã trao cờ thi đua và bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phát thanh truyền hình năm 2021. Cần khắc phục khó khăn do dịch bệnh, phát huy vai trò của các thành viên, tăng cường nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác đối ngoại, là chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Lào Cai tại hội nghị tổng kết công tác Liên hiệp năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 diễn ra trong chiều ngày 25 tháng 3. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Lào Cai nhấn mạnh, trong những năm qua, hoạt động đối ngoại của Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Vị thế của tỉnh trong nước và quốc tế được nâng cao. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động đối ngoại. Khắc phục khó khăn đó, các cơ quan tổ chức của tỉnh, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đã tích cực trao đổi, mở rộng quan hệ hợp tác để hoạt động của Liên hiệp hiệu quả hơn. Đồng chí Vũ Văn Cải yêu cầu bộ phận thường trực và các thành viên của Liên hiệp cần tích cực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, xem xét kiện toàn, đề xuất kết nạp thêm đại diện các cơ quan, tổ chức vào Liên hiệp để gia tăng sức mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích, làm rõ thêm những khó khăn tồn tại trong hoạt động của Liên hiệp, đề xuất các nội dung về công tác đối ngoại, trong đó đề nghị cần thường xuyên trao đổi, nâng cao hơn nữa mối quan hệ giữa hai tỉnh Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc và các địa phương, tổ chức nước ngoài, qua đó làm tốt hơn nữa công tác ngoại giao đảng, ngoại giao chính quyền, ngoại giao nhân dân. Sáng ngày 25 tháng 3, huyện đoàn Mường Khương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Mường Khương và Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Tổ chức lễ viếng, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, đoàn viên thanh niên huyện Mường Khương nguyện phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo, tích cực thi đua học tập rèn luyện, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Mường Khương ngày càng giàu đẹp. Dịp này, huyện đoàn Mường Khương đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên thắp sáng vùng biên tại thôn Cán Hổ, xã Tung Trung Phố. Buổi chiều ngày 25 tháng 3 đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Mường Khương lần thứ 23, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên thứ nhất đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 29 đồng chí, bầu trực tiếp chức danh Bí thư huyện đoàn Mường Khương khóa 23, nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 1 năm 2022, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành quy định 368 về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Để rõ hơn những điểm mới của quy định này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên thời sự với đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh tỉnh Lào Cai. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quán triệt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thì trong thời gian qua thì Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành quy định 368 ngày 17 tháng 1 năm 2022. Vậy giữa quy định 368 và quy định 28 ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Tỉnh ủy thì có cái điểm gì khác nhau thưa đồng chí? Về mặt bố cục thì chúng ta đều biết rằng cái quy định 28 nó rất là dài và mang tính chất là hướng dẫn và đồng thời là gợi ý. Nên chính vì thế là sau 5 năm thực hiện thì cái quy định 28 này có nhiều điểm vẫn phù hợp, nhưng tuy nhiên có nhiều điểm rất khó thực hiện trong thực tiễn. Nên chính vì thế là cái quy định 368 lần này chúng tôi rút ngắn lại còn có 11 trang, tập trung vào những cái điểm mới, tập trung vào những cái mà cần phải chỉ đạo. Từ cái nhiệm kỳ này thì Tỉnh ủy ban hành các cái chỉ thị nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng và đặc biệt là dễ đánh giá. Vậy thì còn về cái mặt nội dung thì có những cái đổi mới căn bản nào thưa đồng chí? Qua cơ sở phản ánh thì cái đánh giá, cái việc nêu gương hàng tháng thì cũng rất là khó khăn cho cơ sở. Nên chính vì thế là lần này trong cái quy định 368, nêu gương ở đây là chúng ta nêu gương những cái việc làm tốt và nêu gương từ trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau để thực sự mỗi cán bộ là một tấm gương để cho đảng viên cũng như là nhân dân noi theo học tập. Cái nội dung đổi mới thứ hai là thay vì cái đánh giá hàng tháng thì chúng ta sẽ tiến hành đánh giá 6 tháng hoặc đánh giá 1 năm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là đánh giá gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ cộng với lại cái nhiệm vụ chuyên môn nữa thì trở thành cái đánh giá nó toàn vẹn hơn. Cái điểm mới nữa trong cái nội dung kiểm tra giám sát thì trước đây thì chúng ta thấy rằng là cứ phải có một cái sổ rất là lớn. Thế thì bây giờ là cái việc đó thể hiện ở trong cuốn sổ điện tử cũng được. Và cái điểm mới thứ tư đó là trước đây thì chúng ta đăng ký tu dưỡng rèn luyện nó rộng khắp, thì bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào những cái tồn tại hạn chế của năm trước, đưa ra cái giải pháp khắc phục cho năm tới như thế nào. Thế thì từ cái việc học bác thì chúng ta thấy rằng cái gì chúng ta tốt rồi thì chúng ta phát huy. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Những khó khăn đối với ngành du lịch vẫn còn rất lớn, đặc biệt là sau 2 năm chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19. Bước sang năm 2022, với những nỗ lực, sự chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, du lịch của Lào Cai đã có những khởi sắc với số lượng khách du lịch ổn định. Đây là tín hiệu tốt của ngành du lịch để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 4 triệu lượt khách du lịch với tổng thu từ khách du lịch đạt trên 15.000 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã hình thành thêm nhiều xu hướng du lịch. Trong đó, du lịch không chạm đang được nhiều du khách lựa chọn để đến với Lào Cai. Trong suốt 2 năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch, nhưng Y Tý vẫn đón khách thường xuyên, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Rất hay đi du lịch, là đi theo dạng gia đình hoặc là đi theo nhóm bạn trong những thời gian rảnh rỗi. Nên vùng Y Tý này rất chi là thích, tại vì rừng núi ở đây đều có. Các tuyến leo núi như Lão Thần hay là nhiều cổ san, đặc biệt là vùng khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát này, đi qua từ Mường Hung đi vào, đi qua cánh rừng già, nó rất là đẹp mà không có nơi nào có. Trước những thách thức chưa từng có vì dịch COVID-19, ngành du lịch Lào Cai đã không ngừng sáng tạo, đưa ra các giải pháp phù hợp để thích ứng linh hoạt, vượt qua khó khăn. Mỗi du khách khi đến với những tuyến điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều hài lòng. Địa điểm đi du lịch thì sẽ là lựa chọn những homestay ở xa khu dân cư, và ở đây thì những khu homestay này thì cũng có những công tác phòng chống dịch được thực hiện rất là tốt. Chúng tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm và cảm thấy rất là thoải mái khi mà đến với những khu nghỉ dưỡng như thế này. Tỉnh Lào Cai chủ động triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi du lịch, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Quảng bá hình ảnh du lịch, duy trì và khẳng định thương hiệu du lịch Lào Cai luôn là điểm đến thiên nhiên, an toàn, hấp dẫn và khác biệt.
là mới xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, sẵn sàng mọi điều kiện để tiếp đón du khách trong và ngoài nước. Vừa rồi thì chúng tôi cũng có một số những cái chính sách về giá hỗ trợ cũng như là có một số những cái dịch vụ để kích cầu cái việc mà người nội tỉnh đi du lịch. Thì bên cơ sở của chúng tôi cũng không đón quá nhiều các du khách để đảm bảo cái công tác an toàn cho cả khách nghỉ dưỡng. Chúng tôi cũng hy vọng là theo cái lộ trình của chính phủ, vào dịp đầu mùa hè khoảng tháng 4, tháng 5 mà khách du lịch quốc tế đến thì thị xã Sapa cũng sẽ vẫn sẵn sàng là đảm bảo được cái cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ cả phân khúc thị trường trong nước và phân khúc thị trường của nước ngoài. Với những nỗ lực như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai đạt khoảng 480.500 lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 1.711 tỷ đồng. Dù con số vẫn chưa đạt được như kỳ vọng do dịch bệnh diễn biến phức tạp, song đây vẫn là những tín hiệu vui, khẳng định Lào Cai là điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn. Ngày 25 tháng 3, Lào Cai ghi nhận mới 3.690 trường hợp mắc COVID-19. Như vậy, đến nay địa phương có 132.806 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, 95.915 bệnh nhân đã điều trị khỏi. Số còn lại đang được cách ly điều trị tại Lào Cai. Theo đánh giá phân loại cấp độ dịch, còn phường Pom Hán của thành phố Lào Cai và xã Bảo Nhai của huyện Bắc Hà ở cấp độ dịch 4. Để nâng cao hiệu lực bảo vệ của vaccine đối với cơ thể, tỉnh Lào Cai hiện đang triển khai các mũi tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại cho người dân. Những người đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19 cần chủ động liên hệ với điểm tiêm gần nhất để được khám, tư vấn và tiêm vaccine nhằm tạo kháng thể cho bản thân. Ngày 24 tháng 3, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chính thức nhận bàn giao lô kháng thể đơn dòng Evucel đầu tiên từ hệ thống tiêm chủng VNVC và AstraZeneca Việt Nam. Đây được coi là loại thuốc dự phòng dịch bệnh COVID-19 mới được ghi nhận có hiệu quả phòng COVID-19 trên thế giới. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm kháng thể đơn dòng Evucel ngừa COVID-19. Trước hết sẽ ưu tiên cho nhóm người suy giảm miễn dịch từ vừa đến nặng, người không thể tiêm hoặc đã tiêm vaccine COVID-19 nhưng không sản sinh đủ kháng thể để ngừa SARS-CoV-2. Đặc biệt, người bệnh ung thư, ghép tạng, người không thể tiêm vaccine hoặc tiêm vaccine mà có phản ứng sau tiêm nặng. Evucel là kháng thể đơn dòng ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới, được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp và được nhiều quốc gia trên thế giới phê duyệt khẩn cấp nhằm bảo vệ kịp thời nhóm người dễ bị tổn thương trước COVID-19. Chiều ngày 25 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam. Chương trình nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn nghề công tác xã hội trong ngành y tế. Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh được thành lập ngày 1 tháng 1 năm 2016, hoạt động tập trung vào hướng dẫn, trợ giúp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh, đặc biệt là kết nối với đơn vị nhà hảo tâm, giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Riêng năm 2021, Tổ công tác xã hội Bệnh viện đã huy động quyên góp được hơn 800 triệu đồng, cùng nhiều hiện vật như thực phẩm, trang thiết bị y tế, thuốc, giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Nhân dịp này, 80 suất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng, được trao cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Đối với 10 xã nghèo nhất, tỉnh chỉ đạo tập trung cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 10 về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, đồng thời tấn công vào lõi nghèo tại 4 huyện Bát Sát, Mường Khương, Bắc Hà và Văn Bản. Các địa phương bám sát khung kế hoạch, cơ chế để đẩy nhanh thực hiện, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động tại chỗ để giải quyết việc làm. Đối với các dự án nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia, cần xác định các chỉ tiêu phù hợp với từng địa phương, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Với quan điểm, đói nghèo là giặc, tỉnh chỉ đạo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Quan trọng nhất là sự tham gia của người dân tại 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông. Đồng thời rà soát, triển khai các dự án điện, nước sạch, viễn thông, đảm bảo các điều kiện giảm nghèo theo chuẩn mới. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh hiện có 57 cơ sở sản xuất kinh doanh và cung ứng giống cây quế.
trong đó có 41 hộ gia đình hàng năm sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp tự phát, gieo ươm dưới 100.000 cây mỗi năm, phục vụ cho nhu cầu trồng quế trong vùng. Nguồn hạt quế giống được cung cấp từ các rừng giống chuyển hóa với 70 ha, tập trung chủ yếu tại hai huyện Bắc Hà và Bảo Yên. Đặc biệt tại xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà có 20 cây trội do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Hà làm chủ quản lý. Hàng năm cung cấp hàng tấn hạt giống chất lượng cao, phục vụ nhu cầu gieo ươm giống quế trong tỉnh. Tổng diện tích vườn ươm cây giống lâm nghiệp của cả tỉnh là 19,5 ha. Năng lực gieo ươm được khoảng 50 triệu cây mỗi năm, đáp ứng nhu cầu trồng rừng của người dân trong tỉnh và một phần cung cấp giống cho các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, việc mở rộng diện tích trồng quế đang nóng lên, phá vỡ quy hoạch. Nội dung này sẽ được chúng tôi phản ánh tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối mai ngày 26 tháng 3. Dự án Cảng Hàng không Sapa là công trình có ý nghĩa chiến lược cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và đất nước. Hiện các đơn vị thi công đang phối hợp tốt với chính quyền địa phương, gấp rút hoàn thiện các hạng mục khu tái định cư, đảm bảo bàn giao công trình theo cam kết. Khu tái định cư Cảng Hàng không Sapa có tổng mức đầu tư gần 410 tỷ đồng, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành, chủ đầu tư và các đơn vị đang khẩn trương thi công giai đoạn 2 với quy mô là 125 ha, gồm xây dựng các tuyến đường sản xuất và tái định cư, tuyến đường tránh tỉnh lộ 151C, san gạt mặt bằng trên 31 ha, xây dựng mạng lưới cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng, cùng một số hạng mục khác, tổng kinh phí trên 337 tỷ đồng. Hiện khối lượng thi công đã đạt 90%. Hiện tại tất cả các hạng mục trên công trình, công trường thì chúng tôi đang vào công tác hoàn thiện để cố gắng để kịp với lại tiến độ và bàn giao cho chủ đầu tư để cấp tái định cư cho các hộ dân trong phạm vi sân bay. Xã Cam Cọn có hơn 600 hộ dân diện phải di chuyển nhà ở, thu hồi đất sản xuất. Để nhận được sự đồng thuận, huyện Bảo Yên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với cấp ủy chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức đối thoại, giải đáp kiến nghị của người dân, nhất là các hộ có đất bị thu hồi. Tuyên truyền, xác nhận nhân khẩu và xác nhận nguồn gốc đất và tỷ lệ phần trăm mất đất. Ngoài ra thì huyện còn có những cái hướng dẫn của Ủy ban nhân huyện về vấn đề là các cái luật về đất đai trong khi thu hồi đất để người dân nắm được, phát cho từng hộ dân như một cái quyển cẩm nang để cho người dân nắm được, hiểu được. Khu tái định cư Cam Cọn hoàn thành là điều kiện quan trọng để triển khai dự án Cảng Hàng không Sapa. Vì vậy, sự đồng thuận của người dân là yếu tố rất quan trọng. Cắm đất là người ta ra ở, thì người ta cũng rất là phấn khởi cái là bây giờ đang ở hầm hố như thế. Bây giờ được một cái mặt bằng ở như thế này, quy mô như thế, là cái tâm lý người dân là rất là thỏa đáng. Cũng là nhờ nhà nước có cung cấp điện với cấp đất cho gia đình chúng tôi đấy. Bây giờ đã được ra ngoài đường cái ở rồi, được mà xây được các căn nhà căn cửa này thì gia đình cũng được là mừng quá rồi đấy. Để phấn khởi và cũng chân thành cảm ơn với nhà nước thôi. Hiện đã có 51 trên tổng số 110 hộ dân đã được giao đất tái định cư để xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống. Theo dự kiến, chủ đầu tư và chính quyền địa phương sẽ tiến hành giao đất tái định cư cho 58 hộ còn lại xong trong quý 2 năm nay. Với đặc thù là tỉnh vùng biên, công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng Lào Cai đóng vai trò rất quan trọng, qua đó góp phần làm sáng đẹp hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, đồng thời làm cho diện mạo các làng bản trên biên giới ngày càng đổi thay. Thời gian qua, tuổi trẻ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng luôn phát huy vai trò xung kích, không quản ngại khó khăn, tích cực tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở. Về nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai từ năm 2020, Thượng úy Sa Minh Quân, đội trưởng đội vận động quần chúng đã nhanh chóng bắt nhịp cùng đơn vị, dần khẳng định mình qua từng nhiệm vụ. Kêu gọi đông đảo đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các phong trào, phần việc ý nghĩa. Với tinh thần tuổi trẻ xung kích, thi đấu, sáng tạo trong mọi công việc, thì tôi cũng cùng với lại ban chấp hành chi đoàn thường xuyên là tổ chức các chương trình, phần việc như là các chương trình nâng bước em tới trường, chương trình con nuôi, mô hình con nuôi đồn biên phòng, chương trình bắt cháu tình thương. Ngoài ra thì chúng tôi đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Là người trực tiếp giúp đỡ anh Tần Văn Lộc, hộ nghèo ở thôn Nậm Sò, xã Bản Việt, Thượng úy Quân không những gần gũi quan tâm động viên mà còn đồng hành cùng anh Lộc, hướng dẫn chăm sóc cây trồng, kêu gọi ủng hộ để gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế.
Em rất yếu thì được bộ đội biên phòng cho cây quế giống bón phân, cho phân với đào, hỗ trợ đào được cái ao. Thời gian qua, tuổi trẻ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp tốt với các chi đoàn của địa phương, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, ghi đậm dấu ấn của tuổi trẻ. Phối hợp hỗ trợ đoàn viên yếu thế, đoàn viên nghèo, đoàn viên khó khăn, thì đoàn xã Bản Việt đã phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai về hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên về cây con giống để phát triển kinh tế gia đình. Trong công tác quản lý cửa khẩu, tuổi trẻ của chi đoàn đã phối hợp cùng các lực lượng trên cửa khẩu duy trì đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đảm bảo thông quan hàng hóa được thường xuyên, đồng thời đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch. Ngoài các hoạt động trên, chúng tôi còn tham gia các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Ngoài ra, phối hợp với Thành đoàn Lào Cai tổ chức phát quang đường biên, duy trì bát cháo tình thương vào ngày thứ Bảy hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tất cả những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã và đang thắt chặt thêm tình quân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người lính biên phòng. Tiềm ẩn nguy cơ nghiện game TikTok. Tăng mức cho vay với học sinh sinh viên. Lễ hội đền mẫu thượng Sapa năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 4 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Điểm nhấn sẽ là chương trình nghệ thuật với màn sử thi Sapa, linh thiêng cõi mẫu, giới thiệu các di tích lịch sử đền Mẫu Sơn, Mẫu Thượng, nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh và một số nhân vật gắn với tín ngưỡng thờ mẫu tại Sapa. Ngoài ra là chương trình nghệ thuật tổng hợp Sapa, những sắc màu văn hóa, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu lần hai, carnival đường phố các dân tộc Sapa và Thánh Mẫu, hội chợ ẩm thực và nông sản Sapa. Lễ hội đền Mẫu Thượng Sapa được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị di tích trên địa bàn và là sản phẩm du lịch mới thu hút du khách. Từ ngày 19 tháng 5 tới đây, mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên sẽ tăng từ 2,5 triệu đồng một tháng lên 4 triệu đồng một tháng. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, thì mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên tăng thêm 1,5 triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong điều kiện mức học phí hiện nay, mức cho vay hiện hành mới chỉ đáp ứng 49% học phí của nhóm ngành có học phí cao nhất và 38,5% nhu cầu chi phí học tập cho học sinh sinh viên, học phí và chi phí sinh hoạt. Mức chi phí học tập của một học sinh sinh viên là khoảng 6,5 triệu đồng một tháng đến 9,5 triệu đồng một tháng, tính với mức học phí cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ phát triển, nhiều hình thức giải trí cho giới trẻ tràn lan trên mạng xã hội. Đặc biệt, game và mạng xã hội TikTok, YouTube có nhiều nội dung không được kiểm soát, không phù hợp với lứa tuổi, đã tiềm ẩn những nguy cơ tới tâm lý và hành động của trẻ. Ngày 19 tháng 3, cửa hàng điện thoại của anh Vũ Văn Đề đã bị hai đối tượng cắt khóa và trộm mất 21 chiếc điện thoại trị giá gần 100 triệu đồng. Sau gần 14 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt giữ. Nhưng điều đáng nói ở đây, thủ phạm lại là hai trẻ vị thành niên sinh năm 2005 và 2010. Thực ra nguyên nhân của bọn trẻ thì nó cũng nhiều nguyên nhân lắm. Một là chơi game, viết các kiểu, nhưng mà hầu như là trẻ thì hầu như là chỉ có game thôi. Chứ thực ra bọn nó cũng chả tiêu gì đến những cái khoản lớn nhỉ. Game là chính. Thì tầm tuổi, lứa tuổi học lớp 6, lớp 11 thì cũng chỉ loanh quanh mấy cái đấy thôi chứ cũng chả có cái gì khác. Thực tế, nhiều bậc phụ huynh cũng rất lo lắng trước thói quen xem TikTok, YouTube hàng giờ đồng hồ của con mình. Đa phần những nội dung trên nền tảng mạng xã hội này không phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Nếu không chọn lọc có thể gây nhiều hệ lụy. Tôi nghĩ là nó sẽ không tốt vì thứ nhất là hại mắt, thứ hai là trẻ con nó sẽ học theo một số trò trong đấy. Vì những trò trong TikTok họ không kiểm soát, họ cứ phát tán thôi. Lúc thì trò này, lúc trò khác. Lúc rồi đánh nhau rồi bạo loạn rồi học theo những cái rồi có nhiều cái có cả tâm lý người lớn nữa nó trẻ con. Chuyên gia tâm lý khuyến cáo phụ huynh, nhà trường cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, khuyến khích phát triển năng khiếu. Các bậc phụ huynh cũng nên dành thời gian đồng hành và tâm sự cùng trẻ. Để hạn chế việc này thì tôi nghĩ là nhà trường thì cần quan tâm
cái việc giáo dục đạo đức lối sống, đặc biệt là tổ chức được nhiều những cái hoạt động để các em tham gia. Những cái hoạt động lành mạnh đấy nó cũng góp phần là thu hút những cái thời gian rảnh rỗi các em vào những cái hoạt động này, và chính điều đó thì làm cho cái thời gian mà các em tham gia vào game và TikTok nó cũng sẽ giảm đi. Còn rất nhiều hệ lụy từ việc nghiện game, nghiện TikTok mà chúng ta không thể lường hết được. Bởi vậy, để phát triển tương lai của trẻ một cách hoàn thiện nhất thì cần loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn ngay từ bây giờ. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24 tháng 3 đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hỗ trợ quân sự không giới hạn cho Kiev trong bối cảnh tròn một tháng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Trong video gửi các đại diện của NATO, Tổng thống Ukraine cho rằng nước này cần được hỗ trợ quân sự không giới hạn, do đó đề nghị NATO gửi thêm cho nước này vũ khí tấn công, cụ thể là 1% tổng số máy bay chiến đấu, 1% tổng số xe tăng của NATO. Cùng ngày, trong bài phát biểu được ghi hình gửi tới các nghị sĩ Thụy Điển, ông Zelensky cho rằng đã đến lúc Liên minh châu Âu đưa ra quyết định kết nạp Ukraine, đồng thời bày tỏ tin tưởng Thụy Điển sẽ ủng hộ điều này. Cho đến nay, các đồng minh phương Tây đã cung cấp nhiều vũ khí và tài trợ nhiều tỷ đô la Mỹ cho lực lượng quốc phòng Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Antonio Blinken sẽ thăm Israel, khu bờ Tây, cùng hai quốc gia Bắc Phi từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 3 để thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine, quan hệ Israel-Palestine, các vấn đề liên quan đến Iran và khủng hoảng giá năng lượng toàn cầu. Theo kế hoạch, ông Blinken sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng Israel và Tổng thống Palestine tại Ramallah trong chặng đầu của chuyến thăm. Tại Maroc, ông Blinken sẽ thảo luận với Thái tử Tiểu Vương của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về một loạt vấn đề như tình hình Iran, Yemen, thị trường năng lượng toàn cầu và Ethiopia. Ngoài ra, ông Blinken cũng có cuộc thảo luận với người đồng cấp Maroc về tranh chấp ở khu vực Tây Sahara và Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian ký kết vào tháng 9 năm 2020 nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các quốc gia Ả Rập. Nhằm kiểm soát đà tăng mạnh của giá lương thực cũng như khả năng thiếu hụt nguồn cung do cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine, Liên minh châu Âu EU dự kiến phân bổ 500 triệu euro, tương đương với 550 triệu đô la Mỹ, để hỗ trợ nông dân và cho phép họ trồng trọt trên đất hoang. Theo đề xuất được công bố của Ủy ban châu Âu EC, đối tượng được hưởng hỗ trợ là những người bị ảnh hưởng nặng nhất bởi khủng hoảng Ukraine, đặc biệt những người tham gia hoạt động sản xuất thân thiện với môi trường. Đáng chú ý, EU cũng đề xuất một chương trình hỗ trợ khẩn cấp 300 triệu euro cho Ukraine để hỗ trợ nông dân nước này trồng ngô, hoa hướng dương và lúa mì. Tuy nhiên, theo EC, ở thời điểm hiện tại, EU không đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực do liên minh có 27 quốc gia thành viên này xuất khẩu dòng ngũ cốc. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc CAAC ngày 25 tháng 3 cho biết đã tìm thấy hộp đen thứ hai của chiếc máy bay Boeing 737 gặp nạn vào hôm 21 tháng 3 tại thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy máy ghi dữ liệu chuyến bay, thiết bị thứ hai trong số hai thiết bị được lắp đặt trên máy bay Boeing 737-800. Đây là thiết bị lưu trữ dữ liệu quan trọng như đường bay, tốc độ, độ cao và công suất động cơ, có thể tiết lộ nguyên nhân chiếc máy bay gặp nạn là do lỗi của con người hay sự cố thiết bị. Chiếc hộp đen thứ nhất của máy bay đã được tìm thấy hôm 23 tháng 3. Sau đó một ngày, lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy mảnh vỡ động cơ của máy bay gặp nạn. Giới chức Trung Quốc cho biết đến nay vẫn chưa tìm thấy người sống sót trong vụ rơi máy bay xảy ra ở Quảng Tây hôm 21 tháng 3. Phạm vi tìm kiếm hiện được mở rộng gần gấp 5 lần. Giới chuyên gia Ấn Độ lên tiếng cảnh báo, chưa thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu khi mà virus SARS-CoV-2 vẫn chưa đạt hình thái phát triển đủ ổn định để có thể dự đoán về khả năng lây nhiễm. Một loạt ví dụ từ các nước đã được đưa ra để củng cố cho quan điểm trên. Cụ thể là số ca mắc mới COVID-19 ở Tây Âu và Đông Á đang gia tăng. Trung Quốc đã phải phong tỏa một số nơi nhằm hạn chế sự lây lan, trong khi Hàn Quốc cũng đang phải áp dụng các biện pháp phong tỏa và thực hiện nghiêm các quy định chống dịch. Riêng tại Ấn Độ, Bộ Y tế nước này gần đây đã cảnh báo các bang cần tiếp tục thận trọng sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế.
Cảnh báo của Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh một nhà dịch tễ học Mỹ cũng lo ngại về làn sóng lây nhiễm biến thể Delta Crohn trong nước. Nghiên cứu ban đầu về biến thể lai cho thấy đột biến mới nhất có những đặc điểm nguy hiểm của Delta và Omicron, có thể có độc lực rất mạnh và có khả năng lây nhiễm cao. Delta Crohn hiện đã được phát hiện ở Anh và châu Âu. Trước sự gia tăng mạnh mẽ của các ca mắc COVID-19 liên quan đến biến thể Omicron trong những ngày qua, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa ra thông báo đóng cửa các lớp học trực tiếp của các trường mầm non và tiểu học trên cả nước. Theo thông báo, tất cả các trường công và tư thục ở bậc học mầm non và tiểu học từ lớp 1 đến lớp 4 trên cả nước sẽ phải chuyển sang hình thức học trực tuyến. Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng nêu rõ, các sở giáo dục và thể thao cấp tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho học sinh đủ điều kiện trên toàn quốc. Trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 mới tại Lào liên tục gia tăng nhanh chóng do sự bùng phát của biến thể Omicron trên cả nước. Chỉ riêng trong ngày 24 tháng 3, nước này đã ghi nhận hơn 2.800 ca mắc, mức cao nhất mà Lào từng ghi nhận kể từ đầu dịch. Điều này khiến chính phủ Lào vừa phải yêu cầu các bộ ngành có những hành động mạnh mẽ hơn để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, những cây chè cổ thụ với sức sống mãnh liệt đã vượt qua mùa đông giá lạnh, chất chiêu những tinh hoa của đất trời để khi xuân sang, từng cây lại bật ngàn búp xanh tươi mơn mởn, góp phần mang đến cuộc sống ấm no cho bà con nông dân. Những hình ảnh đẹp của đồi chè cổ thụ mùa xuân tại vùng cao Mường Khương sẽ khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.